Dân văn phòng nên dùng laptop nào với các tiêu chí như cấu hình tốt, thiết kế đẹp mắt, mỏng, nhẹ, đặc biệt là màn hình phải đẹp cùng với nhiều tính năng tối ưu cho công việc văn phòng. Vậy thì trong tầm giá 20 triệu, các tiêu chí để các bạn chọn laptop văn phòng là gì? Với mình thì sẽ là Acer Swift 3. Với đặc thù công việc phải tiếp xúc thường xuyên với màn hình laptop thì việc lựa chọn một màn hình có chất lượng hiển thị hình ảnh tốt, góc nhìn rộng để tối ưu cho việc sử dụng sẽ là điều được ưu tiên. Màn hình của Acer Swift 3 là màn hình 13,5 inch, Quad HD, tấm nền IPS. Viền màn hình của em này siêu mỏng nhưng phía trên vẫn được Acer trang bị webcam. Độ bao phủ màu sắc của tấm nền khi đo đạc cũng rất tốt khi đạt đến 98,7% sRGB, 70,1% Adobe RGB, 73,3% DCI-B3, Delta E đạt 2.12, độ sáng cao nhất đạt 441 nit và độ sáng thấp nhất đạt 37 nit. Chất lượng hiển thị rất tốt, phù hợp để làm Photoshop, edit video hoặc làm các công việc liên quan đến các tác vụ hình ảnh từ trung bình đến nâng cao. Trong tầm giá 20 triệu thì mọi người hay nghe đến màn hình HD hoặc là Full HD là nhiều, chứ ít khi nghe đến Quad HD. Thì Quad HD sẽ là màn hình có độ phân giải có kích thước 2256x1504 pixel. Thêm vào đó thì màn hình của Acer Swift 3 là màn hình tỷ lệ 32. Khi xét trên cùng một kích thước màn hình là 13,5 inch thì màn hình có tỷ lệ 32 sẽ cao hơn tỷ lệ 16:9 thông thường. Sử dụng tỷ lệ màn hình 32 sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho người dùng. Hình ảnh hiển thị sẽ rộng hơn, các bạn sẽ xem được nhiều thông tin hơn khi lướt web. Tuy đây không phải là dạng tỷ lệ phổ biến, thế nên là đối với những tựa game chưa hỗ trợ tốt hoặc là khi xem các bộ phim truyền hình thì sẽ xuất hiện hai dải đen nhỏ, nhưng điều này thì không hề ảnh hưởng đến chất lượng của video. Đây là một mẫu màn hình độc đáo trong phân khúc khi có độ phân giải cao, lần đầu tiên có trên Acer. Nói thật là lần đầu tiên khi nhìn vào mẫu màn hình này, mình thấy khá giống màn hình của MacBook. Thực tế khi trải nghiệm nhìn vào màn hình, mình không nhận thấy những điểm rỗ ở trên màn hình ở khoảng cách sử dụng thông thường hoặc gần hơn một chút thì cũng không hề thấy rõ. Còn khi dí sát vào màn hình để nhìn thì mình nghĩ thì cũng không ai làm thế bao giờ cả. Phải nói đây là một chiếc laptop nhẹ khi cân nặng chỉ có 1,19 kg. Vẫn là thiết kế quen thuộc tương tự các dòng Acer Swift khác với phần khung là bằng kim loại. Ngoài logo đặt chính giữa ra thì khi mở máy, các bạn cũng sẽ thấy được logo đặt phía dưới phần viền màn hình và dòng chữ Swift khi mở bản lề ra. Acer luôn tinh tế trong từng chi tiết nhỏ đối với sản phẩm của mình. Nhắc đến bản lề thì bản lề của sản phẩm này hơi cứng, các bạn sẽ phải sử dụng hai tay để có thể mở ra. Tuy nhiên có một điểm mà mình rất thích đó chính là bản lề này có khả năng gập mở 180 độ. Mình thấy điều này rất là tiện khi mà nói chuyện hoặc là giao tiếp với các đối tác. Các bạn sẽ không phải xoay máy qua xoay máy lại, tránh mất nhiều thời gian. Tổng thể máy thì chắc chắn, thiết kế nhỏ gọn lại còn nhẹ. Các bạn hầu như sẽ không cảm thấy gì khi đựng chiếc laptop này trong ba lô cũng như là sự cơ động tiện lợi khi di chuyển trong lúc làm việc trên chiếc Acer Swift này rất là cao. Chuyển xuống phần bàn phím thì đây là bàn phím full size được trang bị đèn nền LED ở phía dưới, layout phím rộng cho cảm giác gõ phím tốt. Touchpad thiết kế vừa đủ, bề mặt nhám, cảm giác tracking tốt, các bạn hoàn toàn có thể thao tác vuốt 2-3 ngón tay thoải mái, độ phản hồi khá cao. Phía dưới các nút điều hướng thì các bạn vẫn sẽ được trang bị cảm biến vân tay, giúp thao tác mở dễ dàng, nhanh chóng và tăng tính bảo mật cao hơn rất là nhiều cho máy. Về cấu hình thì Acer Swift 3 phiên bản này được trang bị Tiger Lake CPU Intel Core i5-1135G7 10nm mới nhất với 4x8 luồng, RAM 8GB và 512GB SSD. GPU được tích hợp kiểu mới, CPU và bộ nhớ được hàn chết trên bộ mạch chủ và không thể nâng cấp nhưng SSD thì có. Đây là bộ vi xử lý đồ họa mới nhất của Intel Iris Xe Graphics, mạnh hơn rất là nhiều so với UHD Graphics tiền nhiệm. Cụ thể thì máy vẫn đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu từ soạn thảo văn bản, PowerPoint, Excel, xem phim, lướt web, đa tác vụ và chúng ta sẽ có trải nghiệm chơi game tốt hơn. Acer trang bị cho Swift 3 phiên bản này một thiết kế tản nhiệt cơ bản với hai ống đồng và một quạt tản nhiệt duy nhất để xử lý cả CPU lẫn GPU. Về cổng kết nối thì cực kỳ đầy đủ khi có cổng nguồn. Hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 3, HDMI và một jack audio combo. Thêm vào đó thì Acer cũng trang bị Wi-Fi 6 thế hệ mới nhất trên mẫu laptop này, giúp kết nối nhanh hơn các khu vực đông người mà khi các bạn cần Wi-Fi để làm việc như là sân bay, khách sạn hoặc là trung tâm thương mại. Cuối cùng là về loa và thời lượng pin. Loa cho trải nghiệm âm thanh tốt, chất âm phát ra không quá đặc sắc, tuy nhiên khá ổn khi các bạn dùng cho các tác vụ giải trí như là xem phim hoặc là nghe nhạc. Nhưng mình khuyên là nếu có trải nghiệm tốt nhất thì các bạn vẫn nên trang bị một chiếc tai nghe. Thời lượng pin cực kỳ ấn tượng khi hãng quảng cáo có thể lên đến 16 tiếng đồng hồ với 2 cell 56W. Tuy nhiên cá nhân mình khi trải nghiệm và sử dụng với các tác vụ như là Wi-Fi bật, màn hình để mức 60%, chỉnh sửa văn bản thông thường, lướt web, xem phim thì sản phẩm này vẫn có thể duy trì được từ 7 đến 8 tiếng vừa đủ cho một ngày làm việc. Và với những tính năng thú vị cũng như là giá cả phải chăng chưa đến 20 triệu đồng với phần cứng Tiger Lake, hiệu suất pin lớn, màn hình tỷ lệ 32,
Và chưa kể khi mua Acer Swift 3 tại Anphát, các bạn sẽ được tặng ngay chuột không dây, bình nước Predator và ba lô gaming Predator giảm giá lên đến 82%. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.